hello chào các bạn trong video clip tiếp theo này mình nói về một cái chủ đề rất là hot đó là cái vấn đề tìm việc viết cv phỏng vấn tuyển dụng trong domain it tech cũng như là một cái mô hình nói chung về các cái hình thức tuyển dụng trong các cái vấn đề về mặt ba thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà tuyển dụng nó luôn là một cái gì đó hot và có rất là nhiều cái hướng dẫn có rất là nhiều tài liệu trên mạng ok cái đó thì theo một cái góc độ chung nhưng ở đây mình muốn chia sẻ theo góc độ là mình là một nhà tuyển dụng à, mình là một nhà tuyển dụng mà mình biết được là ở một nhà tuyển dụng người ta cần cái gì người ta muốn cái gì và người các cái cách mà người ta đặt câu hỏi các cái cách người ta chọn lựa cv vân vân nó như thế nào thì hy vọng qua video này mình cũng sẽ giúp ích cho các bạn cho dù là các bạn là pressure junior hay các bạn là middle senior hy vọng là giúp cho các bạn có thể định hướng được cách viết cv nè cách phỏng vấn tuyển dụng nó sẽ như thế nào thì đầu tiên trước khi bắt đầu có một số câu hỏi mình sẽ muốn đặt cho các bạn cái vấn đề mà các bạn cần chuẩn bị đầu tiên là các bạn có hiểu rõ về nghề BA chưa mình cũng đã có rất là nhiều video clip để hướng dẫn cho các bạn về nghề BA rồi các bạn không biết các bạn chưa rõ thì các bạn hãy đọc lại những cái vấn đề đó tiếp theo bạn có thực sự muốn vào nghề BA hay không bạn muốn apply vào vị trí BA hoặc là ITBA nào có rất là nhiều bạn là BA là một cái chỗ cú cánh làm ITBA là một cái giống như thấy hay ho là vào rồi theo một cái phong trào cũng như là một cái ngành nghề nào đó các bạn chưa có thành tích gì hết thì các bạn muốn chuyển đổi qua cái ngày để kiếm một cái ý tưởng đi một cái hướng đi nào đó đây thật sự là một cái gì đó rất là sai lầm và hầu như là các bạn có cái tư tưởng đó vào thì các bạn sẽ thấy là sao? Người ta hầu như sẽ không đồng ý tuyển dụng các bạn đâu tại vì hôm nay bạn ấy là ham hố, bạn ấy là muốn làm nhưng mà chắc gì năm sau không làm nữa, người ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều với cái chiến lược. Cho nên là cái việc mà các bạn có thật sự muốn làm vào nghề AI hay không, đây là một điều rất quan trọng. Điểm thứ ba, bạn có hiểu rõ về khả năng, năng lực, kinh nghiệm của bản thân hay chưa? Có rất nhiều bạn thật sự rất là giỏi, bạn và bản thân mình cũng vậy thôi ngày xưa thật sự mình cũng làm rất là nhiều thứ nhưng mà mình không có thống kê được mình làm được cái gì năng lực mình như thế nào kinh nghiệm mình ra sao thì đây là một cái yếu tố mà thật sự là để mà các bạn có thể chuyển dụng tốt thì bản thân bạn phải hiểu chính bản thân các bạn đã biết người biết ta thôi các bạn không nắm rõ bản thân các bạn trước thì làm sao các bạn có thể biết là ờ ừ, mình hợp với công ty hay không công việc này hợp với bạn hay không và môi trường làm việc bạn sẽ cống hiến được cái gì mang được, được cái giá trị gì cái vấn đề đầu tiên á, khi mà các bạn làm về công việc không phải là các bạn hiểm hiểu về cái công ty mà bạn tuyển dụng đâu bạn phải biết về mình trước cái đã rồi sau đó mới tới công ty mới tới cái ngành nghề mà bạn muốn chọn làm mới tới cái công ty mà bạn muốn lựa chọn đó thì các bạn phải thấy là cái việc mà tại sao mình xếp cái chuyện là bạn biết rõ về khả năng năng lực và kinh nghiệm trước khi hai cái câu hỏi là bạn đã chọn ngành nghề và bạn đã chọn được một công ty bạn muốn làm chưa tại vì bạn phải biết bản thân các bạn nó như, như thế nào thì các bạn mới chọn lựa được cái nơi đến một cách hợp lý một cách chính xác rồi, nếu như các bạn đã biết được bản thân mình, biết được là mình mạnh, yếu, mình có ưu điểm, nhược điểm, mình có cái kiến thức, mình có kỹ năng gì, mình có kinh nghiệm như thế nào, thì bây giờ bắt đầu chúng ta phải đi tìm việc. À, đi tìm kiếm công việc. Mình không dùng là xin việc. Cái thời buổi như vậy không có xin sỏ và ở góc độ nhà tuyển dụng, đó, người ta cần một người hợp tác. Chứ không phải là đi xin sỏ việc làm, không có ai bố thí việc làm gì ở đây cả. Cho nên cái việc đầu tiên là các bạn phải hiểu là chúng ta phải thay đổi cái quan điểm về khái niệm là xin việc. Cái gì xin nghỉ phép, xin việc, xin tùm lum tà là... la Ủa đây làm cái gì các bạn? Những cái đó là những cái quyền lợi của bản thân các bạn Bạn có năng lực, bạn có kinh nghiệm Và cái việc của bạn là tìm kiếm một nơi để mà các bạn cống hiến Tại sao các bạn này góc độ là xin việc làm Và bản thân các bạn đi làm là các bạn sẽ thấy là sao? Chúng ta đi làm cho người ta Chúng ta cung cấp chất xám Chúng ta cung cấp nguồn lực, năng lực của chúng ta cho người ta Để mà người ta có thể phát triển Thì tại sao chúng ta phải xin việc? trong khi các ông chủ là cần chúng ta chứ đâu phải chúng ta cần các ông chủ chúng ta phải nghĩ như vậy thì cái việc đầu tiên là các bạn phải là một người chủ động trên thị trường chứ không phải là các bạn đi xin việc làm cho nên ở đây mình dùng cái từ là tìm kiếm công việc việc đầu tiên của việc tìm kiếm công việc thì các bạn phải nghiên cứu về thị trường đang có cái gì cần gì cung cầu về mặt việc làm ra là sao thì từ đó các bạn so sánh với cái bản thân của chúng ta về mặt mạnh yếu những cái ưu điểm trước đó, đó để mà chúng ta coi là cái việc nào nó phù hợp các nguồn tìm kiếm công việc thì các bạn có thể tìm kiếm được các website tuyển dụng ví dụ như là Vietnam Work ví dụ như là tìm việc nhanh cái thứ hai là một cái kênh khá là thông dụng hiện nay một cái kênh mạng xã hội tuyển dụng gọi là Linkedin thì Linkedin thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái thành phần từ HR cho tới manager trên đó thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội cái quan trọng của Linkedin là các bạn phải kết bạn nhiều và bạn phải có một cái network rộng khắp cái nguồn thứ ba thì thật sự nó sẽ liên quan tới nhất hậu vệ và nhiều quan hệ thì các bạn thân các bạn nên thấy là các bạn cũng nên tìm kiếm công việc từ các cái ông bà cha mẹ cho tới bạn bè tại vì thường hiện nay cái xu hướng tuyển dụng tại vì phần nào đó hr nhiều khi tuyển dụng không ok lắm dẫn tới là người ta sẽ tìm kiếm về mặt quan hệ về mặt quen biết nhiều hơn là người ta tìm kiếm theo kiểu là public cho thị trường người ta sẽ ưu tiên đầu tiên là người ta ưu tiên về mọi người xung quanh nhất là những cái mối quan hệ xung quanh trước rồi sau đó người ta mới tới ưu tiên thị trường cho nên là các bạn hãy hiểu là chúng ta nên tận dụng các cái mối quan hệ từ ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, họ hàng cho tới là bạn bè để mà các bạn có thể có nhiều cơ hội về tìm kiếm việc làm. Rồi cái thứ ba khi mà các bạn có tìm kiếm về những cái việc làm thì các bạn cũng đọc kỹ JD nha các bạn. Tại vì hiện nay á, các cái bạn HR thường người ta sẽ cung cấp những cái JD đôi khi người ta copy trên mạng hoặc là bản thân người HR khi mà viết JD người ta cũng không hiểu bản chất của công việc cần cái gì. Dẫn tới là các bạn sẽ gặp những cái trường hợp mà nhiều khi phỏng vấn nó không liên quan gì tới cái JD đọc phải cả. Cho nên là các bạn cũng đừng tin tưởng tuyệt đối hoàn toàn về cái JD các bạn cần phải có tìm hiểu cực kỹ về cái JD và tốt nhất thì các bạn nên trao đổi trực tiếp với HR trực tiếp với headhunter để nắm rõ nhu cầu vị trí đó nắm rõ công ty nhu cầu tuyển dụng chứ các bạn đừng quan tâm nhiều về cái JD tại vì cái JD nó một phần thôi tại vì JD các bạn có thể copy các bạn sẽ thấy là nhiều khi HR người ta copy từ một cái công ty nào đó rồi người ta sửa 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 nội dung rồi tên này kia rồi người ta đưa cho các bạn và nhiều khi cái, cái công việc cái vị trí cần tuyển nó cũng chẳng liên quan gì tới cái JD hết và cái cái đây là một trong những cái mà vì sao á mà cái chỗ mà nhất hậu vệ nhiều quan hệ đó nó nhiều khi là cái tìm kiếm được những những cái nhân tố tốt hơn là những bạn HR đi tìm nhưng mà HR đi tìm nhiều khi tìm kiếm cái nhân tố hoàn toàn không có phù hợp tại vì các bạn ấy thứ nhất là các bạn không phải các bạn HR không có nắm vững chuyên môn và cũng như là các bạn HR đôi khi các bạn dùng JD để mà người ta post lên một cái public và người ta nhận được những cái hồ sơ nợ và các ứng viên dựa vào những cái JD đó để mà nộp cái CV dẫn tới là sao? Người cần tìm thì không thấy đâu mà nhiều khi CV nộp rất là nhiều nhưng mà lựa hoài lựa hoài không ra. Đó thì đôi khi các bạn nên hiểu nha, các bạn cũng đừng tin tin tưởng tuyệt đối vào JD mà các bạn nên dành những cái cơ hội trao đổi trực tiếp nó clear rõ ràng. Bởi vì bản thân khi mà các bạn trao đổi trực tiếp với HR hay là Headhunter, các bạn sẽ thấy là sao? Chúng ta sẽ nhiều khi HR, hay Headhunter người ta không rõ ràng, không nắm vững được cái vị trí thì tốt nhất chúng ta nên cân nhắc lại có nên apply hay không. Cái việc tiếp theo là cái việc, việc các bạn viết CV. Cái này cũng không phải là chuẩn nhưng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn một số cái content, một số cái structure mà các bạn cần phải có khi mà các bạn viết CV. Cái việc đầu tiên là các bạn cần phải để hiện các cái thông tin cá nhân họ tên và cái thông tin liên hệ contact về mặt email, mobile hoặc là các các bạn có cái profile, LinkedIn thì các bạn có để vào cái thứ hai thì các bạn nên cho một cái đoạn văn một cái đoạn khoảng từ ba bốn dòng gì đó nói về tổng quan về bản thân những cái này các bạn nói về uh, sơ bộ về kinh nghiệm về kỹ năng về môi trường đã trải qua cũng như là uh, một phần nào đó nếu như các bạn có đủ không gian thì các bạn có thể đặt thêm những cái về cái định hướng tương lai của bản thân uh, thứ ba là những cái cái strength những cái lĩnh vực mà các bạn có thể mạnh những cái kỹ năng mà bạn có những cái skills cái thứ tư là cái phần quan trọng nhất đúng là đó là cái phần kinh nghiệm làm việc thì các bạn nên sắp xếp theo thứ tự là mới trước cũ sau chứ các bạn đừng có cũ trước mới sau Nhằm như vậy quan trọng người tuyển dụng người ta cần biết là ở ở những cái vị trí mới nhất bạn đang làm cái gì chứ không phải là người ta quan tâm gì cái xa xưa từ đầu đến cuối cho các bạn đâu các bạn cần phải mới trước cũ sau nhé thứ năm là cái quá trình học tập Ờ, thứ sáu là các cái bổ sung khác cần thiết nếu cần thì ở đây các bạn sẽ thấy là tại sao mình lại để cái kinh nghiệm làm việc trước cái quá trình học tập tại vì thật sự đi làm các bạn sẽ thấy là nhà tuyển dụng cần biết là bạn có kinh nghiệm gì bạn đã từng làm gì bạn như thế nào Chứ không phải là người ta quan tâm là bạn học cái gì Cẩn thận một điều là đôi khi các bạn học cái gì á Người ta thấy bạn học nhiều quá Đôi khi người ta sẽ xoáy sâu vào người ta soi mói bạn nhiều là Lúc đó những cái chuyên môn chính yếu để các bạn thể hiện bản thân Những cái chuyên môn để mà các bạn thể hiện kinh nghiệm và năng lực bản thân Nó lại ít thời gian đi và người ta sẽ uh, soi mói bạn Cũng như là các bạn thấy học nhiều đúng không? Rồi nếu như mà lỡ các bạn trả lời sai hay là bạn trả lời không chuẩn hay là cái gì đó thì người ta sẽ đánh giá về cái quá trình học tập của các bạn cho nên là cái việc mà các bạn quá trình học tập nó không có quan trọng đối với các bạn đã có kinh nghiệm rồi đối với các bạn sinh viên mới ra trường hay kia thì có thể là cái quá trình học tập nó quan trọng nhưng nếu như các bạn sinh viên mà bạn có kinh nghiệm làm việc thì đó là một cái ưu điểm rất lớn các bạn đừng tưởng học tập là loại khá loại giỏi gì là hay đâu không kinh nghiệm mới là cái quan trọng cái ứng dụng thực tế mới là quan trọng cái thực tế của các bạn mới là quan trọng chứ không phải là bạn học giỏi hay học dở bạn học trường xịn hay là bạn học trường gì hết đối với nhà tuyển dụng thật sự là bây giờ người ta rất là thực dụng và không phải là các bạn show off là bạn học này học kia rồi trường này trường kia điểm cao là bạn có việc làm nó không có đó bạn những cái đó càng thể hiện là bạn là có một sách bạn học quá nhiều mà thực tế bạn không có thì không chắc là người ta dám tuyển dụng bạn tại vì đôi khi người ta phải cần thời gian đào tạo thì thực tế và cũng như các bạn cần thời gian để mà các bạn thích nghi với thực tế nữa rất là nhiều cái cho nên là các bạn nên hiểu là chúng ta không có nên để cái quá trình học tập lên đầu mà chúng ta nên thể hiện bản thân của chúng ta làm được gì trong thực tế đầu tiên ở đây là lý do tại sao mình để cái kinh nghiệm làm việc ở cái số 4 Chứ mình không để sau Có rất nhiều bạn làm CV để cái học tập trước cái kinh nghiệm làm việc không Đối với các bạn mới sinh viên mới ra trường hay là gì đó Thì các bạn có thể để trước Nhưng là các bạn đã đi làm 2-3 năm trở lên rồi Thì các bạn các cái thông tin về học tập, về chứng chỉ, về này kia các bạn cứ để ở dưới Cái đó người ta cần thì người ta sẽ coi, người ta sẽ hỏi Còn không thì đôi khi người ta cũng chẳng để ý Đây là lý do vì sao mà chúng ta học với các cái chứng chỉ, các này kia Nó không giúp nhiều cho các bạn về việc làm rồi để có một cái CV được để mắt á, thứ nhất là các bạn nó phải khớp với nhu cầu của JD thì bên cạnh cái chuyện khớp với nhu cầu của JD thì bản thân như mà nói hồi nãy chúng ta phải tìm hiểu kỹ thông qua HR, thông qua các thân tờ vân vân để nắm rõ được cái nhu cầu công việc thì lúc đó các bạn mới match được các bạn mới uh, viết cái CV cái nội dung nó phù hợp với cái công việc và ngoài ra có nhiều bạn các bạn muốn chuyển nghề cái nội dung của cv các bạn lại không viết những cái gì nó liên quan tới cái nghề nghiệp mà các bạn muốn chuyển đổi sắp tới mà các bạn lại viết những cái kinh nghiệm thực tế và nếu như vậy các bạn sẽ bị fail cv ngay chúng ta đúng là chúng ta cần thể hiện rõ mình đã đang và làm gì nhưng những cái đó các bạn phải biến chuyển làm sao nó phù hợp với cái vị trí thực ví dụ như là các bạn muốn làm itba nhưng mà cái background của bạn bằng để các kinh nghiệm làm việc bạn toàn liên quan tới sale liên quan tới trợ lý liên quan tới thư ký hành chánh văn thư gì nhiều các bạn chuyển đổi nó qua lại một chút đi thì các bạn sẽ ok hơn ví dụ như là các bạn thấy là muốn ba đúng không ạ à? các bạn làm thư ký đi thì các bạn thay vì các bạn là họ lấy hồ sơ hay gì đó xếp thì các bạn thể chuyển đổi là ừ thêm xét hồ sơ review và tư vấn tham mưu cho lãnh đạo các bạn chuyển đổi một tí để mà nó phù hợp với cái công việc mà các bạn đã apply Chứ các bạn nhiều khi thật thà quá nó lại không hay ở Tiếp theo là các bạn phải viết một cách ngắn gọn Nên đừng có viết dài dòng văn tử đi vòng vòng quá Thật sự trong viết CV các bạn hiểu người ta không có nhiều thời gian để mà người ta đọc Thì các bạn càng ngắn gọn càng tốt nếu thành tích nếu có nếu như bạn có thành tích ví dụ The best staff of the year hay là bạn thành tích là một cái gì đó các bạn nên viết ra trong các cái nội dung của cv và các bạn nên sử dụng các cái keyword chính mà các JD đi thường dùng các, các bạn có thể tham khảo các cái jd trên mạng trên uh, google search ra hay là cái gì đó để các bạn biết là ở những cái từ khóa nào nó thường được tìm kiếm, thường được nhắc tới khi mà các bạn làm CV. Thì ở đây khi mà các bạn đã được các công ty người ta đặt hẹn phỏng vấn rồi, khi mà các cái cuộc gọi hay là cái gì đó để mà thông báo cho các bạn là bạn đã được hẹn phỏng vấn đó trong cuộc gọi đó các bạn nên hỏi kỹ thêm một chút thông tin về công ty nè thông tin về yêu cầu của công việc nè thông tin về người về thông tin về người sẽ phỏng vấn bạn người đó làm công việc gì vị trí như thế nào ra sao nam hay nữ dễ hay khó vân vân và cũng như là cần hỏi HR những cái điểm mà bạn cần chuẩn bị thì những cái đó để giúp cho các bạn có đầy đủ thông tin sát sao nhất đối với cái vị trí mà bạn đã ứng tuyển thì khi đó các bạn sẽ có những cái chuẩn bị một cách phù hợp để mà các bạn vào cuộc phỏng vấn à, chuẩn bị phỏng vấn thì các bạn sẽ chuẩn bị như thế nào à, đầu tiên thì các bạn nên ngủ sớm ngủ sớm các bạn đừng có thức khuya hay gì đó các bạn sẽ tạo thành một cái cơ một cái nhân nói chung là một cái cơ thể mệt mỏi đi khi đi vào phỏng vấn các bạn không có tinh thần hay có gì hết chuẩn bị quần áo lịch sự và chuyên nghiệp nam thì nên là quần tây áo sơ mi nữ thì nên là mặc bộ nói như là bộ đồ công sở để mà một cách lịch sự và hay nhất đến sớm tối thiểu 15 phút để chuẩn bị để ổn định cũng như là các bạn sẽ cảm thấy là ờ uh, các bạn có thể có thời gian để refresh lại để hít thở lại để giảm huyết áp rồi để tỉnh táo vân vân cũng như là có thời gian để mà đi toilet hay là cái gì đó các bạn thật ra có rất là nhiều người kêu là phải mang uh, sổ tay theo mang theo laptop mang theo này kia thật sự bản thân mình từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ làm những cái chuyện này và khi đi phỏng vấn thì các bạn thật sự các bạn có thể đi tay không đôi khi bạn có thể mang theo một cái ba lô một cái gì đó là các bạn có thể mang theo sổ tay hay gì đó cũng được nhưng mà kêu là mang theo cái laptop hay là cái gì đó thật sự nó giống như là các bạn đi show off nhiều hơn các bạn đi sale các bạn đi show off nhiều hơn là các bạn đi phỏng vấn Tại vì những cái đó thứ nhất là nếu như có giấy bút hay cái gì thường là nhà tuyển dụng người ta sẽ chuẩn bị cho các bạn. Người ta sẽ nốt cho các bạn, người ta sẽ chuẩn bị cho các bạn chứ không nhất thiết các bạn phải có sổ tay hay là một cái gì và cũng như là mang laptop thì càng không trừ phi là các bạn có những cái vị trí liên quan tới multimedia hay là các bạn cần show profile các bạn cần cần show cái robot show hay cái gì đó vân vân thì các bạn mới mang theo còn không thì thật sự các bạn có thể đi tay không hoàn toàn bản thân mình đi phỏng vấn mình đi tay không, không mà mình đâu có cần mang theo cái gì đâu và mình dẫn đậu phỏng vấn bình thường bao nhiêu công ty đâu ảnh hưởng gì đâu à cho nên là các bạn nên hiểu là không nhất thiết phải mang theo cái gì cả các bạn cũng hoàn toàn có thể đi tay không à, tiếp theo là bạn tạo một cảm giác thoải mái như một cuộc trò nói chuyện cứ bình thường bình tĩnh thôi chẳng có gì phải lo lắng rung hay là gì hết và cũng như là khi vào phỏng vấn các bạn nên làm theo hướng dẫn của HR người hỗ trợ phỏng vấn hay là người phỏng vấn bạn bạn làm theo yêu cầu của họ chứ không phải là bạn kiểu là khách sáo hay gì đó nó chẳng ý nghĩa được gì cho cái việc là các bạn đậu phỏng vấn những cái đó đôi khi nó sẽ gặp những cái trường hợp nhà tuyển dụng người ta sẽ nhìn các bạn theo kiểu là ùng này theo kiểu thể hiện bề ngoài quá hoặc là mang tính là giống như là sẽ có kiểu nịnh nọt các người ta sẽ hiểu những những cái yếu tố như vậy những cái yếu tố tiêu cực của các bạn người hướng dẫn người HR hay cái gì người ta yêu cầu cái gì thì các bạn cứ làm theo chúng ta cũng không nên là mang tính khách sáo mang tính này kia nó không phải là việc của các bạn các bạn cứ tự do bình tĩnh mà làm theo hướng dẫn của HR và người hỗ trợ phỏng vấn các bạn làm theo cái đó là được rồi chẳng ai để ý đâu còn làm nhiều hơn thì còn làm nhiều cái quá nhiều khi người ta cảm giác là những cái yếu tố tiêu cực với các cái bạn nữa chứ không phải là cái gì hay ho đâu trong ngày phỏng vấn ở đây mình show cho các bạn một cái agenda một cái agenda thông dụng của một, một cuộc phỏng vấn cuộc phỏng vấn á, thì nó sẽ có bao gồm các thành phần thứ nhất là giới thiệu bản thân thứ hai là những cái trao đổi về kiến thức kỹ năng thứ ba là sự giết cơ hội tình huống thứ tư là trao đổi mở rộng thứ năm là những cái trao đổi về lương thưởng phúc lợi vân vân và cũng như là các bạn sẽ có thời gian dành cho nhà tuyển dụng thì ở đây thì cái nguyên lý phỏng vấn này thì nó sẽ dựa trên một cái mô hình cái đầu tiên là người ta sẽ có những cái kiến thức kỹ năng bề ngoài bạn làm được cái gì như thế nào bạn có kiến thức gì bạn như thế nào thứ hai là người ta sẽ tìm hiểu về kỹ năng của các bạn bạn làm những cái công việc đó làm bạn làm những cái môi trường đó nó như thế nào rồi ngày tuyển dụng sẽ tìm hiểu về mặt tư duy và cuối cùng là tìm hiểu về mặt phẩm chất đây là một giống như là một cái mô hình để thể hiện là ở ừ, nó càng ngày nó càng đi sâu đi sâu đi sâu vào cái nội tại cái phẩm chất của các bạn để mà tìm kiếm ra những nhân sự phù hợp nhất kiến thức kỹ năng nó chỉ là bề ngoài thôi quan trọng là cái tư duy và cái phẩm chất cốt lõi của một người ứng viên nó như thế nào thì cái phần giới thiệu bản thân này chúng ta sẽ có những cái nội dung liên quan tới học vấn liên quan tới kinh nghiệm làm việc và cũng như các bạn sẽ trình bày một số cái điểm nổi bật của bản thân các bạn cái kinh nghiệm về giới thiệu bản thân này thì tốt nhất các bạn nên không nói quá một phút mà có thể nói từ một phút tới một phút rưỡi tùy ấy nhưng mà thực sự bản thân mình là mình cái khúc này nó giống như là một một cái introduction một cái mở bài thôi một cái nhanh thôi cho nên cái này thường không quá một một phút cho dù là mình có đi tuyển dụng hay là mình là người trả lời mình là ứng viên đi chăng nữa thì mình thường không nói cái này quá một phút tại vì nó chỉ là một cái điểm bắt đầu tại vì á trừ trường hợp là nhà tuyển dụng mà người ta không có tâm người ta không đọc cv người ta không đọc gì hết á thì lúc đó người ta mới đòi hỏi bạn nhiều về cái giới hiệu bản thân thôi bản thân nên các bạn nên hiểu là nhà tuyển dụng người ta đã đọc về cv rồi người ta đã coi cv rồi cho nên là các bạn không cần giới thiệu nhiều và các bạn chỉ giới thiệu tổng quan về bản thân mình về cái điểm nổi bật làm việc rồi tại vì tất cả mọi thứ đều trong cv rồi cái thứ hai là như trong cái mô hình hồi nãy các bạn sẽ thấy là bắt đầu người ta trao đổi nhiều về kiến thức kỹ năng thì người ta sẽ căn cứ vào cái kinh nghiệm làm việc trước đây người ta căn cứ vào cái khả năng học vấn của các bạn á và cũng như là những cái các bạn được và những cái nội dung mà các bạn đã trao đổi trong cái phần mà giới thiệu bản thân thì người ta sẽ phát triển những cái câu hỏi xuyên sâu hơn về bạn đã làm cái công việc gì, bạn đã như thế nào bạn có những kiến thức gì thì cái chỗ này là các bạn nên hiểu là cái nhà tuyển dụng muốn làm rõ về bạn Tại vì qua CV, qua giới thiệu bản thân thì nó cũng chưa có đủ. Thì cái quan trọng đầu tiên á, thì người tuyển dụng á, người ta muốn hiểu rõ về bạn là một người như thế nào. Những cái chỗ này thì các bạn nên trả lời thẳng vào câu hỏi, thể hiện rõ mình đã làm gì ra sao. Và các bạn nên hiểu là các bạn phải để những cái keyword trong cái câu hỏi của nhà tuyển dụng. Chúng ta không nên trả lời lang mang và chúng ta cũng không có nên là nói dài dòng văn tự hay là bày vẽ, sô vẽ về bản thân. Chúng ta không phải là những cái phần như vậy. À, phần tiếp theo thì người ta sẽ bắt đầu tìm hiểu hơn về tư duy của các bạn qua những cái câu hỏi tình huống. thì qua những cái câu hỏi tình huống này chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu câu hỏi tình huống khác nhau. À, đối với ITBA hoặc là SA thì người ta là những cái câu hỏi tình huống về cách các bạn phân tích, các các bạn tiếp nhận yêu cầu, cách các bạn vẽ vời diagram tư duy, vẽ vời diagram của các bạn. đối với các bạn PO thì bên cạnh cái chuyện là việc phân tích yêu cầu, sắp xếp biết công việc thì người ta sẽ có test các ý kiến thức về mặt sắp xếp sắp xếp công việc, quản trị dự án vân vân về mặt PM thì người ta sẽ đưa ra cho các bạn những cái tình huống về mặt xử lý sản phẩm, những cái cách mà các bạn suy luận, các, các phương pháp luận, các cách mà các, các bạn tiếp cận thị trường, cách mà các bạn sell ra thị trường. Uh, strategy thì cũng tạo ra cũng khá là tương tự PM thì nó thiên về hai level requirement, nó đòi hỏi các bạn một bức tranh chung về mặt định hướng, về mặt cách làm. Cái tip ở đây á, là các bạn nên hiểu là ở những cái chỗ này người ta muốn hiểu rõ được các bạn đang là như thế nào và cái kinh nghiệm của mình á, đó là làm sao các bạn phải nói một cách tự nhiên. Cái vấn đề ở đây đôi khi á, trong các mình làm á, các bạn đừng quan tâm đúng sai ở đây Các bạn như thế nào thì các bạn cứ làm như thế, các bạn đừng quan tâm đúng sai ở đây Các bạn cứ nói bình thường Tại vì ở đây là một cuộc phỏng vấn chứ không phải là một công việc Chứ không phải là một buổi làm việc cho nên là người ta không quan tâm là đúng hay sai Người ta quan trọng có các bạn về tư duy, về cách làm, về kinh nghiệm bạn đã làm Rồi để mà người ta biết được là uh, các bạn có phù hợp với người ta hay không À, các bạn có nói cái gì, các bạn có làm cái gì, các bạn cũng phải có sự chứng minh, các bạn cũng phải có lý do, đưa ra giả thuyết, cẩn thận kiểm chứng. Tất cả mọi thứ các bạn đều phải có sự chứng minh, claim được cái lý do của mình, giải thích lý do, phản biện được. nên đây là dạng phản biện. Và cũng như các bạn đừng bao giờ nói suông, nói suông là em thấy như thế này, tại sao em thấy như thế, tại sao nó không được, tại sao nó như thế. Chung là các bạn phải phản biện được thì các cái câu hỏi tình huống này nó rất là muôn hình vạn trạng nó có thể là một cái câu hỏi tình huống theo cái thực tế của nhu cầu nó cũng có thể câu hỏi là mang tính là như là thử iq của các bạn nó của nó cũng có thể là những cái câu hỏi mang tính là thử tính cách của các bạn nữa cho nên cái câu hỏi tình huống này nó khá là đa dạng và cái quan trọng là các bạn phải nhớ là các bạn đừng có sợ người ta cần quan tâm là tư duy về quan điểm về góc nhìn chứ không cần phải đúng hay sai ở đây nhiều nếu như cách làm của bạn nó phù hợp thì bạn được tuyển dụng thôi còn cách làm của bạn không phù hợp về quan điểm về cái làm thì uh, các bạn sẽ rớt thôi có một chuyện bình thường là các bạn hãy thể hiện một cách trọn vẹn nhất về tư duy về kinh nghiệm về khả năng của mình về cách làm của mình về phương pháp làm của mình Uh, sau khi cái câu hỏi tình huống đó thì nó sẽ có những cái dạng câu hỏi mở rộng thì nó sẽ mở rộng theo kiểu là các người ta hỏi rộng, mở rộng về kiến thức kỹ năng cũng có người ta hỏi rộng về kinh nghiệm cũng có về trải nghiệm cũng có người ta có những cái kiểu mà hỏi dạng critical thinking về mặt phản biện về mặt tư duy uh, cái gì cũng có hết cái câu trao đổi mở rộng này nó không có giới hạn và cái đó tùy thuộc vào cái cách hỏi về cách quan điểm thôi và đôi khi nếu như mà cái phần mà có các câu hỏi tình huống á, về phần mà xử lý tình huống mà bạn tốt thì cái thật sự là đôi khi cái trao đổi mở rộng này nó cho một cái coi như là cái cơ hội để các bạn thể hiện hơn nữa hoặc là một cái sự trao đổi một cách rộng mạnh hơn mà các bạn thấy cái phần trao đổi mở rộng này mà dài mà nhiều thì có thể là nhà tuyển dụng rất là thích bạn uh, tiếp ở đây thì chúng ta cần phải thoải mái tự nhiên tại vì cái khúc này nó không còn là nặng nặng nhiều về vấn đề mặt uh, phỏng vấn nữa mà thật sự đây là một dạng trao đổi về mặt nói chuyện mặt tám chuyện và mục đích ở đây á, nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu về tính cách, thói quen, mức độ phù hợp của các bạn về quan điểm về công việc thôi và cũng như là người ta muốn coi là bạn là một người như thế nào ra sao tại vì những cái câu hỏi mở rộng này đôi khi nó lồng ghép rất là nhiều thứ mình cũng không bản thân mình thì cái câu hỏi mở rộng này khi mà mình tuyển dụng mình hỏi ứng viên thì tùy thuộc vào cái tình huống trước đó cũng như là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh về mặt tình huống về mặt này kia thì các bạn sẽ thấy là đôi khi á, cái trao đổi mở rộng này nếu như bạn tốt thì cái khúc này nó sẽ nhiều còn không thì đôi khi nhà tuyển dụng cũng bỏ qua cái khúc này mà nhà tuyển dụng bỏ qua cái khúc này rồi thì có thể là bạn sẽ bạn sẽ cảm giác là có vẻ mình sẽ phai rồi đó. À, sau khi các cái nội dung chính yếu về mặt chuyên môn rồi thì sẽ tới phần của nhân sự, trao hỏi về mặt chế độ, về mặt lương thưởng vân vân. Thì họ muốn tìm hiểu về mong muốn về expectation về mức trường làm việc của bạn về mức lương và chế độ mong muốn. À, thì ở đây các bạn nên hiểu là chúng ta cần nên biết mình biết ta. Cái biết mình biết ta này ở có hai cái khía cạnh. Thứ nhất trước khi vào phỏng vấn các bạn cũng nên biết mình như thế nào về cái vị trí nó ra sao và cái mức lương nó có thể đạt được là bao nhiêu chứ các bạn cứ trơ trơ ơ, ơ ơ các bạn sẽ bị hố và cũng như là các bạn phải biết rõ khả năng của mình mà các bạn offer lương cái biết mình biết ta thứ hai đó là các bạn phải nắm rõ về mình là người như thế nào và nó phù hợp với cái mức lương về cái vị trí về cái này cái hay không chứ nhiều khi các bạn nên hiểu là những cái vị trí manager thì nó mang tính open về salary hơn nhưng các vị trí chuyên viên các vị trí này kia đôi khi các bạn sẽ bị một cái vấn đề là các bạn nên hiểu một chuyện là các bạn ngày xưa ở công ty các bạn làm nhiều thứ không có nghĩa là các bạn giỏi nha các bạn bạn nhiều thứ mà kiểu daily work là viểu cái công việc hàng ngày vân vân Thật sự nó không phải là cái công cái nó thật sự chưa chắc gì là một bạn là một người giỏi các bạn có thành tích gì hay không các bạn như thế nào thì những cái đó nó mới giúp ích cho các bạn và các bạn có đưa ra những cái mức lương ok hay không chứ có nhiều bạn nhiều khi trẻ mà thật sự làm việc hàng ngày cũng quanh quẩn có nhiều đó công việc rồi chẳng qua ờ ừ, bạn làm quen mà làm tốt mà làm kia được xếp khen này nọ chứ còn thật sự về mặt công việc thực tế bạn mang lại giá trị như thế nào bạn mang lại doanh thu ra sao bạn đạt được những thành tích gì thì thật sự là những bạn nói chưa có nhiều rồi ngoài ra các bạn nên hiểu là có những cái ví dụ như các bạn kêu mình ngày xưa mình từng làm rồi Owner mình từng làm ba lead mình từng làm leader vân vân của các bạn nên hiểu là thứ nhất các bạn phải coi là chúng ta làm cái môi trường nó như thế nào một leader một leader nhỏ thì cũng là một leader một leader lớn cũng là một leader chứ không phải là các bạn cứ nghĩ leader là hay có nhiều người cứ nghĩ là mình là leader là làm rất owner là hay cái thứ hai là các bạn nên hiểu là đặc biệt khi mà các bạn chuyển đổi từ môi trường ao suột sang môi trường ngoài đất các bạn nên hiểu ao suột người ta tiếp cận rất là nhiều thứ nhưng nó không có chuyên sâu thì dẫn tới là các bạn có thể là manager các bạn có thể là rất owner các bạn có thể là leader nhưng khi mà vào môi trường vào đất họ bạn chẳng làm cái gì hết và cũng và nói chung là vào một môi trường mới bạn chẳng làm một cái gì hết bạn phải chứng minh được năng lực của mình chứ không phải là các bạn cứ thấy mình ngày xưa mình là leader mình lên mặt rồi mình này kia rồi thể hiện này kia cuối cùng bạn là người fail bạn là người rớt và cũng chẳng ai đánh giá bạn cao hết đó. đó thì và thứ hai các bạn cũng nên chia sẻ một cách một cách thẳng thắn về góc nhìn bản thân về môi trường làm việc và yêu cầu làm việc À, thì các bạn hiểu là càng thẳng thắn bao nhiêu thì cái công việc của bạn càng ok bấy nhiêu chứ còn mà đôi khi bạn là một người tốt và là một người ok nhà tuyển dụng rất thích bạn nhưng mà bạn không có một cái chia sẻ thẳng thắn bạn giấu giếm bạn khéo léo này kia đôi khi nhà tuyển dụng lại không thích nữa tại vì người ta thật sự các bạn nên hiểu là trong một cái môi trường làm việc nào đó nhất định là nhà tuyển dụng người ta sẽ vẫn có một cái góc nhìn liên quan tới chuyện là bạn chúng ta cần một người trung thực chứ không phải là một người giả tạo rồi cho nên là cái việc bạn khéo léo hay gì đó đôi khi đó là một cái sự một cái negative của các bạn. Rồi tiếp theo các bạn hỏi nhà tuyển dụng hay không? Thì cái đó tùy tình huống là các bạn. Nội dung ở cái phần này là giúp cho các bạn hiểu rõ về nhà tuyển dụng, hiểu rõ về công việc thì các bạn có vấn đề gì chưa rõ các bạn có vấn đề gì chưa clear thì các bạn cứ hỏi các bạn cứ tự do thoải mái còn không hỏi thì thôi các bạn thân mình lúc phỏng vấn thì mình có lúc hỏi lúc không mình cũng chẳng bao giờ mà mình hỏi tất cả mọi thứ hết tại vì nếu như bạn đã cái công việc đó bạn đã clear rồi thì bạn hỏi để làm gì để mà cho đủ hết giờ hả đâu cần các bạn cứ thoải mái cái cần thì hỏi còn không thì thôi rồi sau buổi phỏng vấn thì các bạn nên theo dõi điện thoại và email để coi cái uh, tiến độ, như để coi cái thông báo của nhà tuyển dụng cho các bạn. Các bạn có thể hỏi xa nếu như update cần thông tin, nếu như các bạn cần thông tin về xa Các bạn cũng nên cảm ơn nhà tuyển dụng dù là các bạn chấp nhận hay từ chối offer. Nhà tuyển dụng im lặng một thời gian quá dài thì coi như tự hiểu là rớt đi, không chẳng có gì. Các bạn cũng nên có một cái sự nhìn lại coi cái cuộc phỏng vấn, những cái cuộc phỏng vấn đầu thì nó như thế nào những cái cuộc phỏng vấn rớt thì nó như thế nào tại sao rớt thì các bạn có thể nhìn lại là rớt không nhất thiết là là xấu tại vì rớt thứ nhất đôi khi bạn là một người giỏi nhưng mà đôi khi công ty không trả lương cho bạn đủ bạn rớt là thì các bạn có thể là một người giỏi nhưng mà cái kinh nghiệm của bạn không phù hợp với vị trí hiện tại đúng vân rớt không có nghĩa là xấu rớt thì chẳng nghĩa là mình có phù hợp với công ty hay không mình có phù hợp với công việc của nhà tuyển dụng hay không thì tóm lại qua cái video clip này mình muốn cho các bạn một cái bức tranh chung về các vị trí tiến dụng à, thật sự là những cái này thì cho dù là người fresher chủ nhờ hay là senior manager gì cũng một kiểu như vậy thôi các bạn các cái nội dung này đều một kiểu như vậy mình từ lúc mình phỏng vấn mình là một chuyên viên là một cái bạn một uh, đất manager một đồ đất owner bình thường cho tới mình làm hết trong Product, đất rồi rất director thì bản thân mình thực sự là mình cũng quanh quẩn các các cái câu hỏi như vậy các cái phần chuyển dụng như vậy và mình cũng chẳng khác gì người ta vẫn hỏi mình như vậy tuy nhiên á, ở những cái vai trò liên quan tới manager liên quan ví dụ như là product đất manager ví dụ như là product đất director thì á, họ chuyên sâu hơn về mặt tình huống họ chuyên sâu về mặt thành tích họ chuyên sâu về cách mà các bạn làm cách các bạn tư duy các cái kinh nghiệm của các bạn làm hơn là những cái câu hỏi ngoài lề ở những cái khúc đó người ta thứ nhất người ta không quan tâm nhiều tới cái background education của các bạn thứ hai là người ta cũng không quan tâm nhiều tới cái việc là những cái công việc đầu tiên đầu đời mà các bạn làm cái gì à, người ta quan tâm rất là nhiều về những cái thành tích hiện tại những cái kinh nghiệm về mặt làm việc những cái kinh nghiệm phát triển sản phẩm từ đầu những cái kinh nghiệm về mặt đưa ra chiến lược những cái kinh nghiệm về mặt quản trị nhân sự những cái kinh nghiệm về mặt vận hành đó những cái đó người ta chuyên sâu hơn và từ đó các bạn sẽ thấy là ở những cái vị trí senior manager trở lên á, thì người ta hầu như sẽ không quan tâm nhiều tới việc education và người ta sẽ không quan tâm tới các chứng chỉ các này kia những người tuyển dụng các bạn lúc đó hầu như là các c level là các level về mặt tổng giám đốc phó tổng giám đốc cho nên các bạn thứ nhất là các bạn phải thật chặt chẽ thật rõ ràng chứ các bạn không được nói chung chung theo, theo kiểu trên trời dưới đất. cái thứ hai á đối với các cái vị trí senior manager đó, thì các bạn sẽ thấy là ở các cái vị trí đó chúng ta cần phải có được cái định hướng một cách rõ ràng về mặt sản phẩm về mặt cách làm chứ không phải là các bạn cứ nói chung 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 cái xô xô chung chung là xong còn đối với các cái level fashion junior thì tùy vào vị trí các level fashion junior thì thường người ta đối với các level itba hay gì đó người ta thường test về mặt nghiệp vụ về mặt các bạn phân tích hơn rồi với các vị trí về mặt product đất thì người ta sẽ uh, tìm hiểu các bạn về cách các bạn tiếp cận thị trường các các bạn làm những cái công việc quá khứ các các bạn làm các công việc daily work hàng ngày uh, nó sẽ có cái sự khác biệt so với các level manager hơn đó thì qua hy vọng qua video clip này thì mình cũng cho các bạn một cái bức tranh chung về cái việc tuyển dụng theo góc độ là từ kinh nghiệm của mình từ một nhân viên bình thường cho tới tới các kinh nghiệm tuyển dụng của mình về các cái vị trí quản lý. Ha, hy vọng sẽ giúp được các bạn khi mà các bạn tìm kiếm việc làm hai lúa cho các bạn. Chúc các bạn thành công tìm kiếm một công việc mơ ước cho bản thân.